có một chút học vấn và được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, chắc là mày cũng hiểu. Những gì không phải là của mày thì cho dù mày có cướp lấy nó cũng sẽ mãi mãi không phải là của mày đâu. Còn những gì đã là của tao rồi thì bằng mọi giá tao cũng sẽ phải lấy lại. Bây giờ tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày có trả lại cho tao không, thằng chó? Mày lại còn già mồm à? Đã thế thì đừng trách tao vô tình. Đứng lại! Thằng chó! Ôi, cố lên! Con chó vừa xấu xí lại con xấu xa kia, trả bánh bao lại cho tao. Tao cho mày ăn thiệt rồi. Con chó kia trả máy cho tao. Chó kia, chúng mày chơi gọi hội à? Chó khiếp người. Chó đùa theo người, chó chết người. Vui ra này, lạng lánh này, lẹp mô này, xói đầu này, chưa chưa. Chó cắn người, chó chết người. Chó đùa khiếp người, chó cắn người. Chó đâu, này cả người đã chó luôn. Chó cắn gì đấy rồi? Chó nhà ai mà lại hung hăng thế? Vừa để tao phang chết con bà nó đi. Cái con chó này mày vào đây, tao đập riêng vào đầu chúng mày. Ôi trời ơi! Bố ăn đi. Cùng ăn đi. Bố no rồi. Bố có no thật không đây? Bố no thật mà. Này bố ăn với con chó bụng còn to tướng này. Ăn đi. Thế bố ơi. Sao? Sao bố lại tên là Đen ạ? Bởi vì ông nội con tên là Trắng. Thế tại sao ông nội con lại tên là Trắng hả? Bởi vì cụ nội con tên là Xanh. Thế sao cụ nội con lại tên là Xanh? Bởi vì kỵ nội con tên là Tím. Thế tại sao? Thôi được rồi, ăn đi. Tết về quê, bố photo cho quyển gia phả mà đọc. Gia phả nhà mình đặt tên toàn là màu sắc thôi, hay lắm. Vâng. Bố ơi, tại sao tên con lại không có màu gì? Đến đời con, gia phả nhà mình đặt hết tên cho bằng màu rồi. Mà bố, sao tên con lại là Sáng? Bởi vì mẹ con tên là Tươi, bố đặt tên con là Sáng để cuộc đời của con sau này sẽ tươi sáng. Bố, mẹ con đang ở đâu ạ? Mẹ con đang ở trên thiên đường rồi. Thế thiên đường ở đâu hả bố? Thiên đường là một nơi rất xa, nơi có tình yêu và hạnh phúc con ạ. Thế bố không đến đấy thăm mẹ à? Bố còn có con ở đây mà, làm sao mà lên đấy thăm sớm được. Thôi ăn đi, nhanh còn đi bán kẹo. Tết năm nay bố con mình phải có một cái Tết thật xịn sò đấy nhá. Ăn đi. Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha, con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sạn đã hằn sâu. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, ánh mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Cô tập về lâu chưa? Con mới tập, bố thấy con hát hay không? Hay, nghe xúc động mà, tí nữa thì ngất. Bố làm sao đây bố? Bố làm sao đây? Bố ơi! Thực sự xin lỗi. Bằng tất cả khả năng chúng tôi đã cố gắng cứu chữa cho ông ấy, nhưng thật tiếc là ông không thể qua khỏi. Xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Chú ơi, còn bố cháu thì sao ạ? À, còn bố cháu... Anh làm gì đấy? Bác sĩ ạ, em thấy cái này nó chuyển lâu quá, em định mút luôn cho nó nhanh. Không được. Đi tìm thằng cu nhà em không biết nó đâu. Cái này để truyền chứ không phải để uống. Anh uống vào là anh không gặp được con trai của anh đâu. Nó đâu rồi bác sĩ? Cháu nó ở ngoài. Con ơi! Bố có làm sao không? Ừ, bố? Cu à, mày đi đâu đấy? Cháu cứ bình tĩnh nhá. Bố cháu đói quá nên là ngất đi thôi nhá. Thế mà bố bảo bố ăn no rồi. À, thì lúc đấy nó... Anh yên tâm nhá. Chúng tôi đã kiểm tra tổng quát sức khỏe cho anh rồi. Sức khỏe của anh thì không có cái gì đáng nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, lần này về nhá, phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ thì nó mới bình phục sớm được nhá. Nhưng mà bác sĩ ơi, em có đăng ký khám tổng quát đâu ạ. Bác sĩ lại khám cho em, tiền đâu mà em trả? Cái này thì hoàn toàn miễn phí. Miễn phí ạ? Ừ. Còn thấy chưa? Mình ăn ở tốt là đi đâu cũng có người giúp đấy. Vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Bác sĩ tốt với nhà em quá. Lại giúp bố con em. Cái này thì không phải tôi giả tiền, mà là một người hâm mộ hai bố con ấy giả hoàn toàn viện phí rồi. Thế ạ? Ừ. Ai đây bác sĩ? Bác sĩ bảo em để em đến, em cảm ơn anh chị đấy ạ. Tôi e là khó. Người này ấy là một người khiêm nhường. Họ làm từ thiện bằng cái tâm nên là không lộ gì. Đúng, bác sĩ ấy nói đúng đấy. Tôi là một người luôn muốn giúp đỡ người khác trong âm thầm lặng lẽ. Không bao giờ tôi muốn xuất hiện đâu. Tại vì tôi có cái tính thương người. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy người ta nghèo khổ một chút thôi là tôi không kìm lòng được. Chị ơi, chú em. Mày đi chỗ khác trời. Tôi là như thế đấy. Tôi giúp đỡ người ta, nhưng không bao giờ tôi muốn cho người ta biết là tôi giúp đỡ người ta. Như cái lúc mà tôi thanh toán viện phí cho anh ấy, 5 triệu 6 đấy, mà tôi có dám nhắc lại đâu. Thì bố con uống nước đi. Này, tôi nói với anh một bí mật nhé. Bí mật. Anh ấy có một người con trai rất tài năng và xuất chúng đấy. Tôi biết. Nó còn đẹp trai nữa. Tôi biết mà. Nó còn hát hay nữa, anh có biết không? Tôi đi hát với nó hàng ngày mà, tôi biết. Và nó có một cái mùi thơm. Đúng rồi, tôi thích cái mùi này của nó. Không, cái mùi này là cái mùi đứa bé mấy ngày chưa tắm rồi, anh không biết à? Tôi là người tắm cho nó mà, tôi biết. Mấy hôm nay bận quá. Sao anh lại một người con trai đẹp trai tài năng mà ăn mặc rách rưới như thế này nhở? Con ơi, mấy ngày nay bố con không tắm cho con à? Nhưng mà cô là ai? Cô lại quan tâm đến chuyện tắm rửa của bố con là tôi là sao? Tôi quên chưa giới thiệu à? Chưa. Xin trân trọng giới thiệu với hai bố con. Tôi là Ngọc Ngà, một bầu sô tài năng và xinh đẹp. Tôi sẽ biến những đứa trẻ như Quý Tử nhà anh đây trở thành những ca sĩ nổi tiếng. Anh biết ca sĩ Đan Trường không? Anh biết. Anh biết đằng sau sự nổi tiếng của ca sĩ Đan Trường là ai không? Cô là người lăng xê cho ca sĩ Đan Trường á? Đằng sau sự nổi tiếng của ca sĩ Đan Trường chính là ông bỏ Hoàng Tuấn. Thế anh biết Sơn Tùng không? Đằng sau sự nổi tiếng của Sơn Tùng là ai? Anh có biết không? Là ông bầu Quang Huy. Ngạc nhiên chưa? Nhưng mà cô nhắc đến mấy cái ông bầu ấy làm gì ạ? À, đấy chỉ là một chút dẫn chứng nho nhỏ thôi. Tôi sẽ biến con trai Quý Tử của anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường hoặc Sơn Tùng, thậm chí là hơn cả hai ca sĩ ấy luôn. Không hiểu ý anh thế nào ạ? Muốn chứ ạ? Tất nhiên là muốn chứ ạ. Cậu bé, con có muốn trở thành một người nổi tiếng, sau này sẽ có nhiều tiền, nhiều gái đẹp vây quanh. Thằng cu nhà tôi chưa dậy thì, chưa đến tuổi để nói về gái đâu. Xin lỗi. Cậu bé, cháu có muốn trở thành người nổi tiếng, sau này sẽ có địa vị và danh vọng không? Có ạ. Tôi hỏi nó chứ hỏi anh à? Tôi là bố nó, hiện tại tôi đang là người đại diện của nó cô ạ. Tôi xin lỗi ạ. Vậy không hiểu ông có muốn Quý Tử của ông trở thành người nổi tiếng không ạ?
có chứ cô. Ai chẳng muốn. Vậy thì hãy để cậu bé đi theo tôi. Nhưng mà cô ơi, từ bé đến giờ bố con tôi cứ đi với nhau thôi, không không thể tách rời được đâu. À không, tất nhiên là phải có anh đi cùng nữa chứ. Anh có muốn đi cùng tôi không? Cô ơi, tôi biết là mình có một chút nhan sắc, nhưng mà cô có thể bỏ qua cái ánh mắt ham muốn đi được không? Bởi vì là tôi không thể tái hôn được nữa. Và nói thật là cô cũng không phải là gu của tôi. Chắc anh hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi sẽ đưa hai bố con đến một ngôi nhà rộng lớn, khang trang và đầy đủ tiện nghi. Ở đó sẽ thuận tiện để đào tạo cậu bé cũng như lăng xê. Không hiểu ý ông thế nào ạ? À, nhưng mà có tốn nhiều chi phí không cô? À không, hoàn toàn miễn phí hết. Miễn phí ạ? Bố Đen ơi, ngôi nhà sang trọng, lịch sự, đầy đủ tiện nghi là đây hả bố? Cửa hàng tạp hóa thì tất nhiên là đầy đủ rồi, chỉ là không tiện nghi thôi con. Cô Ngọc à, nhìn cô ăn mặc cũng sạch sẽ, thân hình cân đối, gương mặt cũng không quá xấu. Mà tại sao cô lại ăn không nói có, ăn gian nói dối, đi lừa gạt hai người đàn ông đẹp trai ga lăng, đáng yêu dễ mến, giàu tình thương và lòng nhân ái như bố con chúng tôi hả? Cuộc sống trong mơ mà cô nói là cửa hàng tạp hóa này á? Tôi đi mua bàn chải đánh răng cho hai bố con không? Miệng chứ? Dạ có ạ. Cô ơi, lần sau làm ít ít cho cô ạ. Làm nhiều với bố con tôi làm mệt lắm. Nhưng mà nhà mình có cái túi ni lông, cho tôi xin cái, đúc ít xương về mang cho con chó đỡ phí. Bố ơi, mình ở đây mà, còn về đâu nữa ạ? À ừ nhờ, bố quên. Này, ra lấy túi ni lông. Dạ, thưa cô chủ. Sau bữa này thì chỉ có bé Sáng ở đây thôi. Tôi sẽ đưa anh đến một nơi khác. Tôi đến một nơi khác? Con ơi, bố đã bảo rồi mà, người ta vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm đoạt bố của con đâu. Vâng. Cô ơi, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không có ý định tái hôn đâu. Hình như anh lại hiểu nhầm ý của tôi rồi. Chúng tôi muốn chuyên tâm đào tạo cho bé Sáng, cho nên sẽ đưa anh đến một nơi khác. Đào tạo nó chứ có đào tạo tôi đâu mà bắt tôi chuyển đến nơi khác. Sao vậy? Đây là quy định. Công ty không thể để bé Sáng mất tập trung khi có anh ở đây được. Cô ơi, tôi hứa là từ ngày mai tôi sẽ không làm gì để cho nó mất tập trung đâu cô ạ. Tôi xin cô lại cho tôi ở lại đây đi. Hay là cô cho tôi chuyển sang cái phòng nào đấy cũng được, cùng lắm là tôi chịu nhẫn nhịn
tôi chuyển sang phòng cô cũng được. Không được. Hợp đồng như thế nào ấy thì cứ thế mà làm. Và từ ngày hôm nay trở đi, anh không được nói với bất kỳ ai rằng anh là bố của bé Sáng. Nếu mà anh cố tình vi phạm hợp đồng thì ngay lập tức bé Sáng sẽ phải về quê chăn vịt và đi hát dăm cùng với anh. Anh hiểu chứ? Cô ơi, nếu mà tôi chuyển đi thì thi thoảng có được gặp nó không cô? Có chứ, 3 tháng một lần. Ôi cô ơi, thế thì lâu quá. Tôi xa nó 3 giờ là tôi nhớ không chịu được rồi. Bây giờ bắt xa 3 tháng thì lâu quá cô ạ. Cô có thể nào giảm xuống cho tôi một tí tí không? Một tí là bao lâu? 3 ngày. Không được. Hợp đồng như nào thì cứ thế mà làm đi. Còn nếu mà ông không chấp nhận ý, thì thôi, hủy hợp đồng, mời hai bố con về. Cô ơi, thôi. Thôi vì tương lai của nó, tôi chấp nhận chuyển đi. Nhưng mà tôi chỉ lo là không có tôi ở đây thì ai sẽ là người chăm sóc cho nó? Ai sẽ là người giặt giũ, nấu cơm, chải đầu, cắt móng tay, tâm sự những lúc nó buồn, hát ru cho nó ngủ và giữ nít cho nó nữa? Anh yên tâm, tất cả những việc ấy đã có người lo rồi. Ai thế ạ? Tối tâm vệ sĩ chuyên nghiệp nhưng như không tạo nghiệp, hân hạnh phục vụ quý khách. Sao phòng xịn ở đây thương thật con ạ. Vâng ạ. Bố bạn này, từ ngày mai bố không ở đây nữa thì nghe lời các cô các chú, cố gắng mà tập luyện học hành nữa chưa? Con biết rồi ạ. Sau này con sẽ cố gắng để trở thành một ngôi sao bố nhá. Cu mới trở thành ngôi sao? Bố cu sẽ trở thành bố của ngôi sao cơ. Nghe oai phết chưa? Vâng ạ. Dù sau này có trở thành ngôi sao hay không thì cũng phải nhớ lời bố dặn đấy. Con nhớ rồi ạ. Nhắc lại xem ạ. Bố bảo là dù làm gì đi nữa thì cũng phải trở thành người tốt trước đã, đúng không bố? Đúng rồi đấy. Mình nghèo mà mình sống tử tế thì vẫn được mọi người tôn trọng hơn là mấy người giàu mà sống không ra gì con ạ. Con làm nghệ sĩ thì cũng phải cố gắng để trở thành một nghệ sĩ chân chính. Đừng vì tiền bạc, danh vọng mà đánh mất bản thân mình. Khán giả có thể chửi mình làm không hay, nhưng mà đừng bao giờ để họ chửi là mình làm mất dạy. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Mà bố cũng lo là không có bố ở đây, liệu mấy người kia có dạy dỗ con tử tế hay không? Bố ơi, không có bố ở đây chắc con nhớ bố lắm luôn. Bố nhớ cô lắm á. Nhưng mà mình là đàn ông, phải mạnh mẽ lên nhá. Vâng ạ. Không có bố ở đây, nhất định không được khóc nha. Vâng. Bố ơi, hình như là bố đang khóc kia kìa. Đâu? Bố vừa dụi mắt nó đỏ lên thôi. À vâng. Đi ra kia chơi đi, để bố tắm một cái. Tí nữa bố chuyển sang nhà bên kia cho nó thơm. Vâng. Nha. Này này này, chơi thì nghịch thì bé bé thôi nhá, cho các cô các chú nghỉ. Vâng ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Ông chủ yên tâm, em đã tách được bố con ông ta ra rồi ạ. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Lịch phẫu thuật của ông chủ sẽ được thực hiện vào 10 giờ sáng thứ 6 tuần này tại bệnh viện Thiên Kim ạ. Tất nhiên ạ, bác sĩ nói ông ta là người thích hợp nhất để thay tim cho ông chủ ạ. Anh có chắc rằng tim của ông ta phù hợp với tim ông chủ tôi không? Em đã kiểm tra rất kỹ rồi. Tốt. Như đã hứa. Chị ơi, ván bài này em chơi tất tay rồi. Không biết tới đây còn công tác được ở đây nữa hay không?
Thôi được rồi. À chị ơi, xem như chúng ta chưa từng quen biết. Tốt. Dạ vâng ạ. Sẽ không ai biết cả. Ông ta sẽ mất tích một cách hợp lý nhất ạ. Cứ làm việc đi. Tiền nong không quan trọng. Thế nhá. Dạ vâng ạ. Tình hình sao rồi ông chủ? Có cần em phải ra tay không? Không ngờ bọn này nó cũng làm được việc đấy. Mày cứ nghỉ ngơi đi. Ôi, bố. Tình dưới vai đã trôi đi vào quên lãng. Mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về lâu đầy thế nhỉ? Bố ơi, bố. Bố ơi, chạy đi, bố ơi, chạy đi. Đi ra ngoài khẩn trương, bố tắm. Chạy đi cái gì? Bố tắm cho nó thơm tho, cho quyến rũ xong mới chạy được chứ. Ở đây nguy hiểm lắm, chạy đi bố ơi, chạy đi. Rồi, có chuyện gì? Có người muốn giết bố. Ông Đen ơi. Ông Đen ơi, mở cửa ra ông Đen ơi. Ông Đen ơi. Ông Đen mở cửa ra ông Đen ơi. Mở cửa ra. Ông Đen. Cái gì? Sao chị? Bố con nó không chịu mở cửa. À? Không mở. Chị ơi, chuyện này để em. Riêng em không mở được thì mình phải dùng sức. Ôi, dùng vô mưu. Thiết đầu con. Ôi. Chết chưa con? Hả? Chưa chết nhưng cả ra như bị cắt điện không trông thấy gì. Ngu lại còn thích dùng đầu. Không mở được ấy, xuống quản gia lấy chìa, hiểu chưa? Động não lên đi. Chị đợi em tí. Đây. Thông minh nó là cái chỗ này nhá. Dịch ra. Chia nào nhỉ? Chia nào? Sao lắm nhỉ? Thế mày không gọi người ta là chia nào à? Có em vội lên em chưa kịp hỏi. Thế mà bản thân thông minh. Đợi em tí. Để ta lưu loát hơn tần để ta đi hỏi cho nhanh. Mồm lưu loát quá. Nhanh lên. Đừng gần. Ông Đen ơi. Thì đến phá đi. Không phải phá. Đây rồi. Chia đây à? Chia đây thì thế mới cầm thế này. Mở đi. Cứ bình tĩnh, không ăn gạo còn y nguyên ở chỗ này. Đấy, từ. Nãy bạn với bạn này xuống lấy chìa khóa rồi. Thì việc mở khóa cứ để mình. Không, đùa, cái việc tôi chạy xuống lại lấy bây giờ tôi lên thì cứ tôi mở chứ. Không, để mình. Không, để tôi. Qua không, để mình. Thằng nào mở chẳng được. Chạy lên, để chạy lên. Chạy. Rồi. Xong. Bây giờ chuyện nào? Thế là chuyện nào? Mất dấu luôn. Thế bây giờ phải làm thế nào? Do thằng này. Thôi, chị để em xuống gọi lại nữa. Mày tôi đi. Xuống gọi quản gia lên đây. Vâng. Đây này. Đã gần mở được rồi thì tự nhiên cứ rằng. Giàn. Mà bao nhiêu công sức tâm huyết chứ. Thế nhở? Gần được quả chanh. Bực cái lá rồi. Đào thật chứ là. Ngủ như lợn. Có khóa đâu? Sao bảo khóa? Sự rối loạn ngay trong nội bộ. Thôi, tìm nó cho chị. Kìa.
theo chúng mày. Bố con nó trốn ở đâu? Em đổ rằng nhá, bố con nó ấy, trốn sau cái rèm này kìa. Không, dưới gầm giường. Các càng sai, nhà vệ sinh. Sau cái rèm. Dưới gầm giường. Nhà vệ sinh. Dưới gầm nhà vệ sinh. Dưới gầm giường. Chia cho ra tìm đi. Ok. Nhìn nhìn nhá. Ồ, không có. Gì đấy? Cái gì mà mày cứ kéo? Gì? Có chuyện gì? Mày làm cái gì? Ôi dồi ôi! Vừa nãy là mọi người không tin tôi đúng không? Ừ! Chắc chắn là mọi người không tin tôi đúng không? Ừ! Thế là nhầm đấy nhá. Nhầm cơ bản đấy nhá. Nhưng mà cái gì? Tôi chính là thần cơ diệu toán. Tôi là con cháu tỷ đời của cụ Khổng Minh. Mày có nói không? Tao điên rồi bây giờ đấy. Ok thì nó nói đi. Bố con nó Chưa trốn nhưng mà bây giờ Đâu? Ở đâu? Bố con nó nhá, đang ở trong cái phòng này. Ôi trời ơi! Anh chả biết nó trong phòng như ở trong phòng thì chỗ nào chứ? Đấy. Thế thì mình nói, con người hơn nhau nó là cái đầu đây này, nó là cái mắt đây này, hiểu chưa? Ôi trời ơi! Thế thì cái nơi đâu của mày cho tao biết nó đang ở đâu? Sao có rèm sau đã? Nói nhanh thì không nói. Đâu? Vừa đây mà. Đâu? Thế đâu? Đâu rồi? Biến thành cái rơi rồi. Mang. Ôi! Ôi! Đây đâu có ngu. Con ơi, thoát rồi. Mẹ. Đưa quần áo cho bố mặc đi, lạnh quá. Bố cầm mà. Túi quần áo con cầm mà. Đâu bố cầm, con làm sao biết được. Đâu rồi, mất cái túi quần áo của bố rồi à? Bố cầm, con không biết. Thôi chết rồi, rơi mất túi quần áo rồi, chết rồi. Làm theo bây giờ. Thôi bố chạy đi bố. Chạy làm sao được? Bố đang trong tình trạng lõa thể như thế này, làm sao mà chạy được? Bố không chạy, người ta mà bắt được thì nguy to đấy. Con ơi, bố đã hứa với mẹ của con là giữ gìn tiết hạnh rồi. Bây giờ mà chạy ra ngoài kia, người nhìn thấy, nhà nhìn thấy, làm sao mà bố có mặt mũi để thắp hương cho mẹ con nữa? Thế thì bố lấy cái gì che tạm đi? Làm gì có cái gì mà che? À đây, bố lấy cái cành cây này này. Cái cành nó thưa này, làm sao mà che được? Hả? Cái túi ni lông này bố che đi. Ôi dồi ôi, cái túi nó trong suốt như thế này, không che được. À, đây rồi. Cái gì đây? Cái viên gạch này bố che đi. Ui, cái cần che của bố nó dài hơn viên gạch con ạ. Không được đâu. Cái gì bố cũng bảo là không được, thế bây giờ phải làm sao? Bố không biết. Ai kéo dính chuột e, ai kéo dính chuột nào. Chắc phết con ạ, kèo dính loại một có khác, chạy thoải mái mà không sợ rơi đâu. Con thấy bố thông minh không? Bố quá thông minh luôn. Bố! Sao? Dưới chân bố! Dưới chân bố! Rắn à? Bố đang đứng trên túi quần áo ạ. Vỡ! Sao mày không nói sớm? Ôi,
bố làm sao thế ạ? Bố không sao, hơi đau nhưng mà nhẵn nhụi rồi cụ ạ. Đẹp hết. Có biết bố con nhà này không? Ngược. Hả? Ngược. Có biết bố con nhà này không? Nói nhanh. Mày mới là thằng nói lâu đấy. Tránh ra. Nói cho tao biết bố con nhà này ở đâu. Nói. À, thằng này gan nhỉ. Mày có biết bố mày là ai không? Không. Đấy. Mày đã thấy thấy bỏ bố mày gơ không chưa? Mày đã lại sợ chưa? Chưa. Có mỗi thằng trẻ con xử lý mãi ông xong. Chị bình tĩnh, để em giữ thằng này, để em nhá. Mày buộc tao phải sử dụng biện pháp mạnh rồi đấy. Chào đáng yêu ơi, chào đáng yêu ơi, bố con nhà đó đang ở nơi đâu? Chào đáng yêu ơi, bim nhớ nè. Không. Tạch dài nhá. Nhà mình đây. Bim ngon mờ. Ừ. Ô đại ca ơi, thế tóm lại là đại ca muốn cái gì? Muốn cái gì? Tiền. Tiền à? Thấy chưa? Đâu? Nhà nào? Cái nhà màu vàng kia. Đúng rồi. Đi. Ở kia. À ôi. Quá tí quên. À đây. Mình gửi nhá. À đây, tiện cho xin cái số điện thoại hôm nào anh em mình giao lưu cái. Thôi ra, không có số làm gì. Thôi, tao điên chúng mày quá. Chúng mày nhanh lên. À, cảm ơn nhá. Chết rồi, bọn chúng tìm được nhà mình rồi. Làm sao đây? Bố ơi, con có cách này. Thật là may mắn, cuối cùng thì các anh chị cũng đã tìm thấy bố con tôi rồi. Bố con tôi biết không thể nào trốn thoát được nữa. Các anh chị thật là tài giỏi. Nhưng xin hãy chờ bố con chúng tôi thay quần áo một lát thôi. Trong thời gian chờ đợi, xin mời anh chị nghe một bản nhạc để giải trí. Khi nghe xong bản nhạc này, chúng tôi sẽ ra đầu hàng ngay. Khá quá nhỉ. Rất, có trước, có sao. Lãng mạn nhỉ. Cái nhạc nghe rất rung ba học. Bản nhạc này nó lâu quá. Bố có con nhà mày thay đột xong chưa? Bọn tao là không có thời gian đâu đấy nhá. Tôi chốt lại là phải đợi bao lâu nữa, chúng mày nói đi. Bố con nhà nó không trả lời. Ôi thôi chết mẹ là chúng mày ơi. Có khi nào mình bị lừa không? Hả? Chị bị lừa rồi. Tìm nó cho chị. Mày bị điên à? Đi đuổi đi. Nhưng họ cũng đuổi kịp mình không bố? Chắc là không kịp đâu. Cái của vua hại thật đấy. Sao? Đau chân quá. Đâu để bố xem nào. Con làm sao không? Con không sao đâu, con vẫn đi được mà. Đi được không? Thôi. Ngồi đây đi. Sưng rồi đây này. Đau lắm không? Không ạ. Sưng to thế này mà còn bảo là không. Vẫn một cười đứng á. Bố thấy có mạnh mẽ không? Lần này đau mà con không khóc nữa nhá. Được, có bản lĩnh đàn ông đấy. Bố xem ạ. Đau, bố bóp nhẹ thôi con đau. Bản lĩnh thì có, nhưng mà đau thì lại không chịu được. Đây, để bố xem nào.
Từ từ nhá. Đỡ đau chưa? Con đỡ rồi ạ. Chân vàng, chân bạc đấy. Mày đứa, bắt nó cho chị. Ơ bố ơi, họ lại đến rồi kìa. Chân, chạy được không? Vâng. Ê, 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 ê. Đi sâu không? Không ạ. Ôi, cướp. Ôi, chân con đau quá, con không chạy được. Keo tính chuột, siêu tính này. Đứng ra! Có chuyện gì đây? Anh ơi, anh cứ chạy đi. Chạy hộ em cái, nhanh hộ em cái. Em giải thích sau. Mày ơi, sao nhìn anh giống chung rồi thế? Đúng rồi, chú chung rồi rồi bố ạ. Thôi xem clip của chú lắm đấy. Anh chú ơi, anh không đi làm diễn viên mà anh đi bán cam dính chuột đấy này. Dịch ra rồi, không ai bút xô. Tớ chạy cái này, tớ bán cái này, tớ lấy thêm tiền tớ nuôi cháu. Anh là chung rồi, sao không bán keo dính chuột lại bán keo dính chuột thế? Ôi, cậu đã bao giờ thấy có người nào mà bán keo mà tự dính mình chưa? Bác ơi, trời ơi, em gái nhanh nhanh nó đuổi đi rồi. Ôi trời ơi, anh ơi, đừng nhanh rồi em gái. Bỏ cái tay đuổi, chó đuổi. Cứ đưa vào mắt đi. Chó đuổi. Ôi trời ơi. Cái con cháu lặng đến lại là mày đấy. Ôi. Giờ ra cái lũ chúng mày đồ đéo. Chó đuổi. Ôi trời ơi, chó đuổi. Lại là hai con chó nó dậy đấy. Chó đuổi. Sao lại chết? Ôi trời ơi, anh ơi, sao anh không đạp? Đây vẫn đang đạp đây mà. Đạp sao nó không chạy? Em vẫn đạp đây. Chết rồi, tôi xích rồi. Chị anh ơi, biết lại. Tôi xích rồi, làm nào anh? Bố ơi, bây giờ phải làm sao hả bố? Làm thế nào bây giờ hả anh? Thôi bố đi đi, anh có nói cho. Nhưng mà... Đi! Lại đi! Nhưng... Đi! Chị ơi, em xin có ý kiến ạ. Bây giờ là quá giờ hành chính rồi. Chị cho bọn em về ăn cơm, đói quá chị ạ. Không tìm được bố con nhà chúng nó thì liệu chúng mày có còn răng để ăn cơm nữa không? Hả? Đã đói, mắt tụt tụt rồi đã, tụt luôn rồi, ý chí rồi. Chị ơi, em biết ở gần đây có quán phở ngon lắm. Hay là chúng mình đi đến đấy tìm đi. Im mồm. Tao không hiểu tại sao tao lại thuê ba thằng chúng mày nhở. Vừa lười vừa ngu. Bây giờ bố con chúng nó chạy cả ngày rồi, chắc chắn sẽ mệt, cho nên không thể đi được xa. Bây giờ bắt ngay lập tức. Nếu mà không tìm được chúng nó ấy, thì cơm chúng mày ăn là cơm cúng đấy. Lũ ngu ạ. Đi đi. Tìm. Đứng im. Các anh đã bị bắt. Bọn em có làm gì đâu mà bị bắt hả? Bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên đầu hàng. Bọn em không có vũ khí. Giơ tay đầu hàng từ nãy rồi. Anh chị vào Sài Gòn làm gì? Bọn em không vào Sài Gòn đâu ạ. Không có. Hè năm ngoái bọn em có vào Sài Gòn tham quan. Nhưng mà từ hồi đó giờ bọn em chưa quay lại ạ. Đúng rồi. Dạ. Bà con, ai đang gặp các vấn... Anh công an ơi, ở bên góc phải màn hình có cái nút bấm có quảng cáo đấy ạ. Anh bấm đi ạ. Ôi, thích quá nhờ. Công an lại có quảng cáo nhờ. Sao thế nhờ? Ông chủ. Tình hình bên kia thế nào rồi? Vẫn chưa tóm được hai bố con nhà nó.
còn hại. Bác sĩ bảo tao không còn nhiều thời gian đâu. Mày lên kịch bản cho tất cả các phương án trước đi. Vâng. Ông chủ vào nghỉ sớm đi. Ngon nhỉ? Còn có thấy ngon không? Có ạ. Thế bố có thấy ngon không? Ngon chứ. Bố thích nhất phần nào? Phần nào bố? Nhưng mà bố thích nhất phần phao câu. Ước gì được cắn miếng nhỉ? Bố biến thái! Cô ơi, đừng đánh bố cháu! Bố cháu kia thịt ngon mà, cô! Bố cháu kia thịt ngon mà! À, anh chị ơi! Mày lại nhìn thấy nó à? Mà! Ông bố ơi! Bất hòa đến rồi! Chạy đi bố ơi! Tôi biến thái! Đừng! Lại! Có thế người này không mua vịt à? Vịt cái gì nữa? Ui giời! Sống đẹp lên! Em trước đã. Ô giúp mày. Chúng nó đâu rồi? Hả? Chạy rồi. Đi đằng này. Ê ôi. Có phải Tôn Ngộ Không đâu mà cũng bị đá đè. Ôi trời. Mệt quá. Em bảo nhá. Chị với cả mọi người đi tìm đi. Em không đi tìm ở đâu. Tìm từ qua đến giờ. Mệt sắp chết rồi. Mệt quá. Nha, bỏ nó ra đi. Kia. Hả? Ơi Biển giật cả mình. Mày lại thích nó biến thành sợi dây. Lôi ra ngoài đi. Đi rồi. Bố của mày đâu? Bố mày đi đâu? Hả? Tôi không nói. Mày có nói không gì bảo? Không nói. Đấy. Mày không nói đúng không? Không nói. Đấy. Đấy. Đây rồi. Ai cho con người đánh con trai tôi? Hả? Thích đánh đấy. Thích chơi tay bò đúng không? Ok.
Có ai ở đây không? Con làm gì tôi? Đồ háo sắc. Muốn nữa hả? Không có đâu. Đâu cái gì? Thế tóm lại là mất tích tại đây đúng không? Không. Thế sao? Mất dấu. Ôi, thằng Hâm này mất dấu với mất tích thì khác gì nhau. Nếu mà thế là bố con nhà nó trốn trong ngôi nhà này. Đâu? Ôi trời, chị ơi, hay là để ngày mai ban ngày ban mặt mình tìm cho nó sáng sủa đi. Không, đi luôn. Không. Bây giờ đêm rồi, mấy cái nhà hoang này em đồ rằng là nhiều ma lắm đấy. Em phải về cho con mấy mèo đã ăn. Ừ, tôi đi. Ma với mèo gì? Mấy cái thằng nhặt chết. Đi vào. Đi, mày đi trước đi. Chị đi trước đi. Này. Nếu hôm nay em có bệnh hệ gì thì nhớ cúng em pizza cỡ lớn nhá. Ai chơi mất dạy bật điều hòa đấy, mạnh quá. Chị ơi, hãy về đi. Thôi, sợi tiết này ở đâu chẳng lạnh. Chị có thấy không? Hình như tao thấy rồi. Cái gì nó lướt qua nhỉ? Ủa mà tổ mày! Thằng Nhân này mày làm trò gì đấy? Hạ hóa trang dọa bố con nhà nó. Chúng mày thấy tao thông minh chưa? Thông minh có thần kinh ấy. Tao tí ra quần rồi. Tưởng thế nào? Yếu. Chị ơi, chị. Tát. Sao mày tát tao? Tên mày vừa bảo tát mà. Đúng. Tao gọi tên mày mà. Mày quên tên mày rồi à? Thế hả? Mày gọi tao làm gì đây? Sao tự nhiên này cứ hợp lên như con lợn bị chọc tiết rồi. Vô dụng. Có mỗi một thằng già và một đứa trẻ con mà cũng không bắt được là thế nào? Nói. Dạ thưa ông chủ, bọn em cố gắng hết sức rồi ạ. Nhưng mà tại thằng con ông ta danh ma quá. Nó quá khôn. Đúng rồi ạ. Tao không còn nhiều thời gian đâu. Bằng mọi giá phải bắt nó về đây cho tao. Rõ chưa? Thưa ông chủ, hai việc này ông giao cho tôi. Tôi có một kế hoạch. Được. Việc này tao sẽ giao cho mày. Cút. Dạ thưa hai người. Đóng cho đứa là chưa?
Nào, con gái thích ăn gì? Thôi, vợ thích ăn gì? Em thích ăn pizza cơ. Được. Và ngày hôm nay á, ăn xong bố sẽ tặng cho món quà, đó là một món đồ chơi. Con thích đồ chơi gì nào? Lego. Lego à? Được, bố sẽ mua cho con hẳn hai cái Lego. Bố ơi, con không biết đồ chơi Lego đấy đấy. Bố, đây, bố đây con. Con mơ thì bố bỏ con. Lại mơ linh tinh rồi, bố ở đây mà, bố có bỏ con đâu. Bố đừng bỏ con đây nha. Bố không bỏ con đâu, bố ở đây mà. Bố ơi. Sao? Bao giờ mấy người xấu kia mới tha cho mình hả bố? Chắc là khi nào chúng đạt được mục đích con ạ. Không, con không để cho chúng đạt được mục đích đâu. Con không để cho chúng bắt bố đi đâu. Bố cũng sẽ không để cho chúng bắt bố đi đâu. Con nghỉ ngơi đi, lát nữa đỡ mệt, bố con mình sẽ về quê. Không bố, con đỡ mệt rồi, mình đi thôi bố. Đâu? Vẫn còn sốt đây này. Nào, nằm xuống đây nghỉ một tí đi. Nghỉ đi con. Dậy đi con. Gì đâu bố? Đi thôi con. Ông có thể chạy, nhưng ông không trốn mãi được đâu. Hai bố con đừng sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Ông Đen, chúng tôi sẽ không làm hại ông đâu. Ông chủ sai chúng tôi đến tìm gặp hai bố con ông là muốn trực tiếp xin lỗi. Bởi vì ông chủ nghĩ rằng điều ông chủ vừa làm là sai trái với bố con ông. Thời buổi này làm gì có chuyện bắt người rồi lấy tim nữa. Máu lạnh lắm. Nếu lộ ra ấy, chúng tôi còn đi tù mọt gông nữa. Ông Đen, xin lỗi ông. Tôi không cần các người xin lỗi. Chỉ cần các người thả bố con tôi ra, để cho tôi yên là được rồi. Tất nhiên, chúng tôi làm gì có quyền để bắt giữ hai bố con đâu. Sáng nó vẫn sốt cao quá. Ông đã mua thuốc cho nó chưa? Thế bây giờ hai bố con ông về nhà, ông có gì để nấu cho nó ăn không? Thế những lần trước nó sốt nó ốm ông làm thế nào? Có tiền thì mua thuốc, không có tiền thì cũng chỉ biết ôm nó thôi. Ôm cho tới sáng, ôm cho tới khi nó hết sốt thì thôi. Mà tôi sợ cái cảm giác ấy lắm. Sợ cái cảm giác ôm con mà cứ nghĩ là nó không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông Đen, ông đặt tên con của mình là Sáng vì ông muốn cuộc đời của nó tươi sáng hơn. Nhưng chính ông đã làm cuộc đời của nó đen tối hơn. Tôi biết mà. Trong cuộc sống của ông, đã bao giờ ông tự trách mình là vô dụng chưa?
lúc nào cũng vậy. Lúc nào tôi cũng thấy tôi là một người bố bất tài. Từ lúc nó sinh ra, chưa bao giờ tôi cho nó một bữa ăn ngon. Chưa bao giờ tôi mua cho nó một bộ quần áo mới. Nó toàn mặc lại của người ta không à. Ông Đen, tương lai của thằng Sáng phụ thuộc vào quyền quyết định của ông. Chỉ vài viên thuốc ngủ thôi, cuộc đời của thằng Sáng sẽ bước sang một trang sử mới. Có thể cho tôi nhìn thằng cu lần nữa được không? Được. Người Sáng thân yêu của bố, chắc đây là lần đầu tiên con thức dậy mà không thấy bố ở bên. Bố xin lỗi vì không kịp tạm biệt con, nhưng cũng đã đến lúc bố phải lên thiên đường gặp mẹ rồi. Mẹ cũng đang cần bố. Con đừng ích kỷ mà chỉ giữ bố cho riêng mình nữa nhé. Con đã là một chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm, không còn khóc nghè nữa rồi. Bố hạnh phúc vì cuộc sống sắp tới của con sẽ được đủ đầy, ăn ngon, mặc đẹp. Con sẽ được chạm tới ước mơ của mình nữa. Giờ bố yên tâm để lên thiên đường với mẹ con rồi. Sáng của bố, hãy sống thật tốt nhé. Bố mẹ sẽ luôn dõi theo con. Nếu có kiếp sau, hy vọng bố sẽ vẫn được may mắn làm bố của con. Bố yêu con. Nhờ cậu đưa cho thằng bé giúp tôi. Bác sĩ ơi, tình hình người nhà bệnh nhân tôi thế nào? Mọi người cứ bình tĩnh. Mà sao giờ này gia đình mới đưa đến? Nhanh lên, để ông đi vào. Bố, bố, bố. Bác sĩ, bệnh nhân chết chưa? À, không, ý tôi là bệnh nhân có cơ may sống sót không? Gia đình đưa vào muộn quá,
Chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà trước mắt ấy, thì cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Lịch phẫu thuật của ông chủ sẽ được thực hiện vào 10 giờ sáng thứ 6 tuần này tại bệnh viện Thiên Kim ạ. Ôm lấy cha. Bố đen ơi, bố ở đâu? Tựa vào vai của bố mẹ cha. Bố đen ơi. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt. Những vết chai sạn đã hằn sâu. Bố đen con ơi. Chiều ngồi xe phía sau, ánh mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ là lúc hai cha con cười đùa. Bố đen của con đâu ạ? À? Bệnh nhân đen đang cấp cứu. Đề nghị con giữ trật tự cho quá trình làm việc. Con về chưa? Sao mà lên trên đấy sớm vậy? Con nắng mưa trên đường. Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé. Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhớn là những kỷ niệm chỉ đông đầy tiếng cha cười. Nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời. Còn 5 phút nữa là lên hương. Nhanh cái tay lên. Hôm nay là giỗ đầu. Phải chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Kẹo thạch dài dài đâu? Còn nước uống gì 360 nữa? Được rồi. À, cô chủ ạ. Cô chủ. Nhanh thật đấy, vậy mà đã một năm rồi. Giả lại bố đen cho tôi, giả lại bố đen cho tôi. Tại sao thằng bé lại ở đây? Giả lại bố đen cho tôi. Đi, đi nhanh lên. Bỏ ra. Đi. Bỏ ra đây. À. Đứng lại. Ông là đồ độc ác, ông không bao giờ trở thành người tốt được. Và ông cũng không bao giờ thực hiện được lời hứa của bạn Bùm đâu. Thằng này. Vì ông mà bạn Bùm phải chết. Dù ông có lấy được trái tim của bố tôi thì ông cũng không bao giờ lương thiện được như bố tôi đâu. Thank you.
tin vui, mạch của bệnh nhân đen đập trở lại, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đại ca, bằng mọi cách phải cứu bằng được ông ấy. Đại ca. Ông ấy lạy lùng sắt đá, cuối cùng cũng trở về bản ngã bên gia đình, vì gia đình mà thay đổi một phút chót. Dù sao đây cũng là lựa chọn của ông chủ. Hoàn thành được việc này chắc ông chủ cũng mãn nguyện rồi. Xong chưa? Kìa con, ngồi đây nào. Con, mày ư? Chị ngồi. Bố nó vào kìa. Em chào anh. Anh. Ôi dồi ôi. Ơi, con trai của bố. Ôi dồi ôi. Cái thằng này dạo này nó đạp mạnh lắm ấy. Cháu ấy em. Ôi dồi ôi. Chỉ vì một phút yếu lòng của bố có mày đấy nhá con nhá. Ôi. Dạ. Khi nào con có việc làm anh hả? Con cứ bình tĩnh. Vài hôm nữa em nó ra thôi. Ôi dồi ôi. Tốt rồi tốt. Liệu mà ra sớm con nhá, ảnh nó mong lắm rồi đấy. Ra sớm ăn Tết với gia đình cho vui nha. Ông ơi. Sao thế? Tốt rồi tốt. Hôm muốn nó chơi một con da thật thật tốt. Anh ơi, cậu tài xế lại tranh thủ lấy xe đi ăn đám cưới rồi. Bao lâu nữa nó về? Khoảng 2 tiếng. Ôi, 2 tiếng thì để luôn đây à? Gọi taxi. Có số không? Có số, thằng thầy. Đọc số rồi. Thằng quen đây. Gọi luôn đi, lại còn đọc số làm gì? Gọi đi. Mày hết tiền. Quá gì thì đọc số đi. Không. 999 9999 119 119 777 777 167 thôi. Đưa luôn điện thoại nữa. Nhanh. Nói lắm, nói nhiều. Rồi, đây này. Chị kêu nhỏ thôi. Anh ơi. Thôi bao. Cái tiền xe đâu nữa chị phải đi. Thế em biết làm sao được. Chạy cái tiền tới bệnh viện à? Giờ làm sao bây giờ? Anh ơi, xuống xe. Gia đình có chuyện gì vui đấy? Anh trúng rồi, bắn kéo trinh chuột nha. Anh cho vợ em đi đẻ mà. Lên xe. Này, đừng để trên xe là được nhá. Mở. Chị. Lên đây. Rồi, đưa đây, cứ đưa đây. Đưa đây. Cái này đưa. Rồi, đưa đây. Rồi. Đi anh ơi. Khéo. Nhanh. Ôi thế không cho bọn anh ngồi ngồi đây đâu. Những lúc như thế này mày biết đâu là người thân. Phát tôn. Đi làm việc. Có chuyện gì? Đã thấy bọn bố bị gào chưa? Sợ sợ chưa? Mày có cướp lên không? Đâu? Nó dính con lông thật. Hai hồn. Ôi.